Em tiếp tục về lô bò mến chị, đó là ngày 2 tây anh chị, 2 tây tháng 7 2023, em có tiếp tục về lô bò mến chị. Cô chú anh chị đằng xa nào có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Bữa nay em lượng bò về cũng khá là đông anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ trại bò em ha. Cái lô bò ngày 1 tây tháng 7 em đều bán hết anh chị ơi. Em đang có chuyến xe về Sóc Trăng anh chị, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai anh chị, Bình Thuận ha. Em đang có chuyến xe hướng về Xuân Lộc, Đồng Nai anh chị, Bình Thuận anh chị. Cô chú anh chị là lần xa nào có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Đây, con bò em về đông lắm anh chị ơi. Em cũng đang tiếp tục lên xe bò cho khách đó anh chị. Bò em đi là mỗi ngày liên tục anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Đây. Mẹ con cái đực 3B, đực kem em đều có hết anh chị. Bò đực, bò cái em đều có hết. Tiếp tục mã số 1 anh chị, hai con đực kem anh chị, giá tầm trung ha. Này một con này con sao 3B quá anh chị, nó lú u sừng ha. Đây, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Một con cái tơ sát tà bá lửa luôn anh chị. Mã số 1 anh chị, hai con bò này chiều cao một con tầm mét, con yếu mét anh chị. Cái con riêng là chín mấy phần nha. Cặp bò này giá tại chuồng em là 18 triệu rưỡi anh chị. 18 triệu rưỡi cho một cặp đực ha. Con này về em không kịp chấm anh chị, lưng ngoài có điều hở lắm anh chị. Đây. 18 triệu rưỡi một cặp anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em anh chị. Cái con bên đây nó mắc tiền hơn con cái con lông gòn này anh chị. Đây. Bò này rất là pin anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Cặp bò này giá tại chuồng em là 18 triệu rưỡi. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu anh chị, Bình Thuận. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp cho em anh chị. Mã số 1, một cặp đực kem. Giá tại chuồng của em là 18 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp cho em ha. Đây một con cái tơ anh chị. Bò này nó tơ một lứa anh chị, chắc cặp tơ. Bò này tơ anh chị. Bò này tơ. Bò này bò tơ anh chị, không phải là một lứa ha. Xe tàn rất là to anh chị, nói chung là bò này hơi dẻo bò. Cho nên em không có đi giao thịt được ha anh chị. Bò này giá tại chuồng em là 13 triệu rưỡi anh chị. Con bò này chiều cao nó tầm 1m3 bò anh chị. Nhưng mà em cho yếu 1m3 ha, tại vì em không có đo luôn. Tớ 1m3 bò nó bự lắm anh chị, cũng miếm lòng thòng. Giá tại chuồng của em là 13 triệu rưỡi anh chị. Cho mã số 1 luôn anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những con bò này alo em anh chị. Đây. Đó, bò này là tơ anh chị. Xé mặt xé lưng đều chính luôn anh chị. Bò này bột pháp. Cô chú anh chị nào quan tâm những con bò này cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Đây nó bự dữ lắm anh chị ơi. Giá tại chuồng của em là 13 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào quan tâm những con bò này cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Anh chị nào thích dỗ cứ liên hệ giùm em ha. Bò này bò dỗ anh chị. Em bán cái xác dỗ nha. Bò này cũng không cấn bao nhiêu luôn anh chị. Con bò này nói chung là tầm 80kg là không hết thịt anh chị. Nhưng mà nó dẻo em giao thịt không được ha. Đó, 80kg không hết anh chị. Giá tại chuồng của em là 13 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào thích dỗ liên hệ giùm em anh chị. Bò này nó tẻ chắc tầm một lứa mới đầu anh chị ơi. Bò này kìm gam đo giữa ngay cái sáng nó là 1m3 bò trở lên anh chị. Đây rất là to bự khủng lắm anh chị ơi. 13 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào thích dỗ cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. 13 triệu rưỡi ha. Cái mã số 1. Đây, cặp cái pháp, cặp đực pháp anh chị. Giá tại chuồng của em là 18 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những con bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Rất là to anh chị. Đứng như em đứng rất là xa nên anh chị thấy không? Đó, con bò này anh em nói đẻ một lứa rồi anh chị ơi. Cái con đực con cái này là một lứa anh chị. Này là con quái cái pháp anh chị. Cái pháp lai á, lai xin gì đó. Giá tại chuồng của em là 13 triệu rưỡi. Hai con đực giá tại chuồng của em là 18 triệu rưỡi một cặp anh chị. Và chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Đây. Đó, 18 triệu rưỡi anh chị. Và chú anh chị nào quan tâm những con bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Một con rất là pin lực anh chị. Đó. Đây con sao rất là to ha, em quay kỹ cho anh chị xem ha, nó bự dữ lắm anh chị. Đúng miếng lòng thòng luôn ha. Còn anh em nói chủ tách con rồi ha. Hồi nãy không biết em nói nó chưa đẻ, thấy nó bự quá, tưởng tơ anh chị. Đùi thì còn rất là thịt ha anh chị. Bò này bò khủng luôn á, anh chị dỗ là ok lắm anh chị. Giá tại chuồng em là 13 triệu rưỡi ha, cho con bò chiều cao đo ngay cái gúng nó lên là 1m3 bò trở lên ha anh chị. Đây. Cặp cực là giá tại chuồng của em là 18 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp cho em ha anh chị. Đây nó bự lắm anh chị, em quay không hết con bò luôn á. Em tiếp tục mẹ con mã số 2 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài con 3B kem cái liên hệ mẹ anh chị. Mẹ siêu anh chị, siêu mỏ đen anh chị. Con mẹ này thùng bọng rất là đẹp anh chị. Con mẹ bò mẹ là chiều cao là trên 1m2 bò anh chị. Anh chị nhìn con ngát con anh chị. Cái đít như cái thúng rồi anh chị. Đây. Anh chị cực kỳ đẹp không anh chị. Mẹ con này có giá tại chuồng của em là 23 triệu anh chị. Giá 23 triệu cho mẹ con mẹ siêu mỏ đen anh chị. Con mẹ là cực kỳ đẹp luôn, con là cực kỳ whip luôn anh chị. Giá tại chuồng em là 23 triệu cho mẹ con mẹ siêu anh chị. Mẹ siêu mỏ đen.
dính con nghé đực này kia là con ba b anh chị ơi, này ba b kem anh chị, con này là con ba b kem, con này ra con gà bò ba b xám anh chị, ba b xám nha, nó đang rớt cái dạng lông mặt đó chứ không phải là bò kem anh chị. Đây cái đít nó xám xám này anh chị, cái như là cái thúng sao vậy anh chị, đây cái đàn đít đó nè anh chị, cực kỳ to ha, lưng quay đều hở hết anh chị ơi. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con mã số 2 anh chị. Con mẹ còn rất là khủng anh chị, còn mập nút luôn anh chị. Chủ nuôi rất là kỹ ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con mã số 2 anh chị. Cô chú gần xa nào có nhu cầu bắt nuôi bò sinh sản cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Đây, con mẹ rất là khủng anh chị. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con mã số 2 anh chị. Con mẹ còn khá là mập anh chị. Đây, anh chị xem con em lại gần chị xem con mẹ nè. Còn mập nút luôn anh chị, trái sữa rất là to ha. Đây đó, trái sữa anh chị thấy không, em về em chưa kịp tắm rửa gì hết anh chị ơi, em quay luôn ha, tại nay về bụng bò cũng khá là đông anh chị, cho nên có thiếu sót gì anh chị thông cảm giùm em anh chị. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con mã số 2 anh chị. Con mẹ rất là khủng anh chị, rất là sạch bò, con mẹ chiều cao là trên 1m2 bò anh chị, con mẹ còn khá là bóng bò anh chị, khá là bóng ha. Đó, mẹ siêu mỏ đen, dính còn được ba bê kem anh chị, con này ba bê xám á, ba bê xám anh chị. Giá tại chuồng của em là 23 triệu. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho em anh chị. Con mẹ mập lắm anh chị ơi, con này xương sắc đã lắm, cực kỳ luôn anh chị. Giá tại chuồng em là 23 triệu cho mẹ con mã số 3, số 2 anh chị. Đây, con mẹ cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ luôn anh chị, rất là bóng bò ha, nghe nè, rất là sạch bò luôn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp cho mẹ em anh chị. Mẹ con mã số 2, giá 22-23 triệu. Chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em. Con mẹ anh chị cực kỳ luôn, xương sắc bóng sò anh chị, trái sữa rất là đều. Con thì hết thuốc luôn anh chị, cái bông đít đó nè. Con này là con siêu xám anh chị, giống như ba bê kem vậy á. Cô chú anh chị nào quan tâm những món bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Thành Trung giúp em anh chị. Rất là sạch anh chị, rất là đẹp bò luôn. Con mẹ rất là sạch luôn. Đó, em quay chi tiết cho anh chị xem ha. Rất là ok luôn, xương sóc. Bò này là em bao thật lỗi anh chị ha, không thòng ruột, không uống nhất anh chị. Đây, con mẹ là không mai giá, không lòi lú ha. Đó, anh chị nào bắt có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Con mẹ là con siêu mỏ đen. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con nghé đực. Cô chú anh chị nào quan tâm những bò này cứ alo trực tiếp cho anh chị. Mẹ con mã số 2 anh chị, anh chị nhớ mã số giùm em anh chị. Đây, anh chị hết hồng con mẹ anh chị. Mẹ cực kỳ thùng bọng là ok lắm anh chị. Anh chị nuôi nái là anh nhìn thấy thùng bọng bò này không chỗ nào để chê được anh chị. Thùng bọng là không bao giờ nó xuống bò được anh chị. Nó có dàn thùng rất là đẹp anh chị. Em tiếp tục mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 3 liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Ba con kem anh chị, hai con kem F2 một con F1 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm anh chị. Hai con đầu tiên em đo giữa lưng là yếu 1m tí anh chị, con sau là 1m ha. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò mà pin lực thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Em show 3 con ha anh chị. Lại bắt chung chủ em show 3 con ha, rất là pin lực ha anh chị. Đây, đừng mong đích anh chị xem nè, thè lè không anh chị ơi. Cái dàn mông nè. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Ba con này giá tại chuồng của em là 33 triệu anh chị. 33 triệu cho ba con nghé đực ha anh chị, pin lực ha. Cái con này mắc tiền hơn anh chị, nhưng mà kéo qua kéo lại ha. Đây. Nó rất là sạch bò. Giá 33 triệu cho ba con được đo ăn được kem hả anh chị. Đây. Đó, rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò mà pin lực này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Em show 3 con hả anh chị. Ba con giá 33 triệu. Cho mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị có nhu cầu bắt cái tầm tầm gì cứ liên hệ giùm em anh chị. Con nào cũng pin lực hết anh chị. Đó. Giá tại chuồng của em là 33 triệu. Đây, rất là rẻ anh chị. Anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Thành Trung giúp em. Đây, xương sóc đứng thẳng gần rất là sạch bò anh chị. Cái con này dòng một nhưng mà nó giống như con heo vậy anh chị. Đó. Em bắt được kẻ em xô cho anh chị luôn ha anh chị. 33 triệu. 33 triệu cho mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò mà pin lực thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Bò này rất là pin lực anh chị. Đây, rất là sạch bò. Nó rất là to anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Rất là sạch anh chị. Bò này luôn tầm khoảng 6 tháng rưỡi bò anh chị. Nói chung là bò này không chỗ nào để chê được anh chị ơi. Em lâu lâu mất được cái lô bò nó rẻ vậy anh chị. Anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 33 triệu. 33 triệu cho mã số 3 anh chị. Đây, rất là sạch bò. Xương sóc đứng thẳng gẳng rất là sạch anh chị. Ok lắm. Rất là hở nha.
em đi cho anh chị xem ha. Bò em là bao thật lỗi anh chị ha, không thòng ruột, không vú nhớt, không thật lỗi gì hết ha. Lưng quay đều hở hết anh chị. Còn cái gan tay em á, anh chị xem con bò này. Đó, em xô 3 con ha. Giá tại chuồng em là 33 triệu. Hai con sau nó bự hơn con kem trắng anh chị. Nó cũng 9-10 anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm những con bò này alo dùm em. Đây, giá tại chuồng của em là 33 triệu anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng rất là sạch bò anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những con bò này cứ liên hệ trực tiếp dùm em ha. Đó, em bán cái lô bò này rất là nới anh chị tay bắt anh chị. Chứ giờ vô nhà vườn kêu bò này xô 11 triệu con, đút đút mà kiếm không có anh chị. Đó, em bao anh chị á, rất là sạch anh chị. Đó, 33 triệu. Cho mã số 3 anh chị. Ba được. Em coi anh chị coi dàn lưng nè. Rất là sạch ha. Lưng quay đều hở hết. Con nào cũng như con nấy anh chị. Dàn lưng nè, cực kỳ đẹp. Giá 33 triệu. Rất là ok ha. Và chú anh chị nào quan tâm những con bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Em tiếp tục mẹ con mã số 4 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mình xài mẹ con mã số 4 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ sim lebo anh chị. Con gúng yếm lòng thòng anh chị dính được OB cực kỳ to ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Bò này trái sữa rất là to anh chị, mẹ này chiều cao tầm 1m2 bò anh chị. Con bò này sẽ mặt nó trên cái mua lưng anh chị ơi. Sẽ lưng thì chính ha. Con nghe được bò luôn tầm khoảng 3 tháng rưỡi anh chị. Bò này cấy lại gần 1 tháng bò anh chị ơi. Tháng lại 7 ngày anh chị cấy lại con cấy lại kem anh chị. Gieo ngày 24 tây tháng 5 anh chị. Em có miếng giấy nè anh chị nào có bắt á. Mình về mình theo dõi đó anh chị. Em cũng làm miếng khám anh chị. Bò này tháng lẻ mình khám được anh chị. Con là cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò mà mẹ ăn con này giá tầm trung thì cứ liên hệ với mẹ anh chị. Đây, mẹ cực kỳ sạch anh chị. Mẹ ăn con này giá tại chuồng em là 21 triệu anh chị. Mẹ ăn con mã số Na 4 anh chị, 21 triệu. Con được cực kỳ binh lực ha. Giống như là con được kem F2 3B F2 luôn vậy anh chị. Rất là to ha anh chị. Cái dàn yếm anh chị xem nè. Rất là sạch bò ha anh chị. Sừng bọng gần gúng rất là đẹp anh chị. Lưng quay đều hở hết. Giá tại chuồng của em là 21 triệu anh chị. Mẹ ăn con giá 21 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Con bò này cái sái mặt nó chính anh chị. Em nói nó lộn ha. Con bò này là sái mặt chính nha. Nó nằm ở cái trên anh chị. Nằm chính giữa nha. Sái mặt là chính anh chị. Sái lưng là chính luôn. Đó. Vậy mẹ nó lộn ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm ha. Bò này tơ anh chị, đẻ tầm khoảng một lứa hoặc hai lứa anh chị. Cái lỗ tai nó nhỏ bị gách một tí anh chị. Dính cái đực cực kỳ đẹp luôn. Giá tại chuồng của em là 21 triệu cho mẹ ăn con cái đực anh chị. Con mẹ chiều cam đo giữa lưng là 1m2 bò anh chị. Dính con đực 3B cực kỳ to anh chị. Con mẹ là uống miếng lòng thòng luôn anh chị ơi. Giá 21 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị. Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 21 triệu. Đây, rất là to anh chị. 21 triệu cho mẹ ăn con nghe được anh chị. Đây, xương sóc đứng thẳng gần rất là đẹp bò anh chị. Thấy dàn yếm anh chị. Đây, cái dàn cũng rất là đẹp anh chị. Cũng dày ha, đuôi là được chạm đất luôn anh chị. Em đo giữa lưng là tầm khoảng 1m2 bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Bò này rất là sạch bò anh chị. Đây, mẹ rất là to ha. Đây, có tầm khoảng 1m2 đầu về anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, cô chú anh chị nào có nhu cầu alo giùm em ha. Đây, mẹ ăn con giá tại chuồng của em là 21 triệu mẹ ăn con cái đực. Mẹ sim label ha, cũng miếm lòng phòng anh chị. Rất là sạch bò. Mẹ ăn con mã số 4 anh chị. Đây, con hết thuốc luôn anh chị ơi. Con cực kỳ to ha. Mà cấy lại được tháng lại 7 ngày nữa anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây con đít nè anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng cực kỳ đẹp anh chị. Lưng quai rất là hở nha. Con ngé này giờ nói chung là tầm khoảng 9 triệu rưỡi anh chị. 9 triệu rưỡi lúc nào bán cũng được hết. Con bò này bự bò lắm anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 21 triệu cho mẹ con mã số 4 anh chị. Xô cặp cái xác anh chị cho mã số 5 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã cái số 5 sẽ liên hệ trực tiếp anh chị. Con bò này em đo giữa lưng chiều cao nó ta yếu 1m2 tí anh chị. Con sau là tầm 1m2 bò ha. Bò này một con em mới tách con anh chị, hai con này em đều tách con hết anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Em bán hai con cái xác anh chị. Anh chị nào thích dỗ cái liên hệ giùm em ha. Trái sữa nó còn nơ nơ anh chị thấy không anh chị. Đây, con nào trái sữa cũng còn nơ nơ hết anh chị. Đó. Trẻ con cũng mắc sữa lắm anh chị, tại vì mình tách ra gì nó dễ bán hơn ha. Đây, cái sừng này là sừng lúc lắc anh chị. Cái sừng này sừng cui ha, sừng lúc lắc anh chị. Đây, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái cặp cái xác liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Cặp bò này có giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị. 15 triệu cho một cặp cái xác anh chị.
Đây, rất là sạch bò anh chị. Nói chung là nó dẻo anh chị, tàn lớn nha. Cô chú anh chị là quan tâm những mẫu bò này cứ alo giùm em anh chị. Một là mình vô nọc, hai là mình thịt đó anh chị. Em bán còn cặp cái xác. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ giùm em. Trái sữa con bò đầu tiên này là còn cặn mấp luôn anh chị. Con sau là nó hơi teo teo lại nè. Đó. Mình tách cũng mấy ngày nữa anh chị thấy không? Đó. Giá tại chuồng của em một cặp, giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị. 15 triệu cho mã số số 5 ha anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 5 ha anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Sóc Trăng nè anh chị, Hậu Giang, An Giang anh chị, Kiên Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Chợ Gạo anh chị. Em đang có chuyến xe về Xuân Lộc, Đồng Nai anh chị, Bình Thuận. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị. 15 triệu. 15 triệu cho mã số 5 hết chị. Đây. Rất là sạch bò anh chị, rất là to ha. Bò này nói chung là quá mềm anh chị ơi. Anh chị nuôi dỗ hay là nuôi thịt đều được hết anh chị. Giá tại chuồng em là 15 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là to bò anh chị. Đây, rất là to bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị cho hai con cái xác anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Xương sóc đứng tàn lớn anh chị ơi. Bò này về mình cám phẩm mình mập lên mình bán thịt cũng vẫn lời bình thường ha anh chị. Đó. Rất là sạch bò. Giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị cho cặp cái xác, cho mã số 5 ha anh chị. Mã số 5. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là to bò anh chị. Rất là to. Mã số 5 ha. Em quay chi tiết cho anh chị xem, rất là sạch bò luôn anh chị ơi. Một con khú đen, một con sừng cui ha. Rất là sạch. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, rất là bự bò anh chị. Tiếp tục mẹ con mã số 6 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài mẹ con số 6 liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Mẹ xin lebo anh chị. Mà nó biết cực kỳ luôn anh chị. Bò này tơ đẻ hai lứa anh chị. Đây, dính còn cái kem là cực kỳ đẹp anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ con cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ con này có giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị. 17 triệu cho mẹ con anh chị. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng ok anh chị. Con bò này sái lưng chính anh chị. Sái mặt thì nó nằm trên bu lưng anh chị, trên cái giữa đỉnh đầu ha. Để em báo cho anh chị ha. Có khi anh chị nào mà cần sái gì cái em không biết lửa đường ha. Đây cái sái nằm lúc ở trên cái bẹt cái này ha. Chứ không phải nằm bên giữa anh chị. Đây. Đó. Con bò này nó ghẻ quá anh chị ơi. Nó rất là đẹp luôn, cái màu đỏ cực kỳ đỏ huyết luôn ha. Đẻ con cực kỳ đẹp, giá tại chuồng em là 17 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là sạch bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Bò này em đo giữa lưng là nó tầm khoảng. Con bò này yếu bít 2 một tí anh chị. Yếu bít 2 một tí nha. Bò này dằn gúng dằn dai anh chị nuôi là không thể nào khoảng được anh chị. Con cực kỳ đẹp luôn. Con lưng gai rất là hở anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mà anh chị xem cái lưng con bò con này như con bò F2 anh chị. Trái sữa nè, cực kỳ to luôn ha anh chị. Cực kỳ to luôn, trái sữa là chà bá lửa luôn anh chị. Cái màu nó đỏ huyết luôn, đỏ đậm luôn anh chị. Màu nó đỏ đậm luôn á. Có cái cúng chuông rất là đẹp anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mà anh chị. Cái con bò bây giờ mình phân ra thì con bò B đó giờ hiện tại giờ tầm khoảng 6 triệu rưỡi thì nó rẻ, 7 triệu thì nó vừa ha anh chị. Đó, con mẹ thì nó đâu còn bao nhiêu tiền đâu anh chị. Bò này nó bán cũng ngay thật đó anh chị ơi. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp cho mẹ anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu cho mẹ con nghe cái anh chị. Đây, 17 triệu cho mẹ con nghe cái. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ alo trực tiếp cho mẹ em ha. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm anh chị. Cho mẹ con mã số 6 anh chị. Mẹ con mã số 6. Giá tại chuồng của em là 17 triệu cho mẹ con mã số 6 ha. Cô chú anh chị nào thích nuôi sinh sản để nái nên đầu tư những cái bò mẹ con mà dòng 1 vậy mình để nái anh chị. Về em không kịp tắm rửa anh chị, về trễ quá cho nên em quay luôn anh chị. Cái màu nó đỏ huyết luôn anh chị, đỏ đậm luôn á. Con mẹ anh chị, con này cực kỳ biến lực. Giá tại chuồng của em là 17 triệu cho mẹ con nghe cái anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang anh chị, Hậu Giang, đây Đồng Tháp ha, Vĩnh Long, Chợ Gạo, Tiền Giang anh chị, Long An, Tây Ninh anh chị, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận. Cứ alo trực tiếp giùm em anh chị. Anh chị nào ở các tỉnh đó có nhu cầu bắt bò cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 17 triệu cho mẹ con nghe cái anh chị. Cực kỳ biên lực. Bò này anh chị không có chỗ nào chê ha. Chị có chê cái là con bò nó có sao không, nó không có cái xé mặt ha anh chị. Nó không có xé mặt thôi. Anh chị nào tại vì bò xin em chính xái chứ
chứ thật sự mà con bò kem là không ai tính sái anh chị đó. Tại vì mình bán thì mình phải nói nó rõ ràng anh chị. Có khi anh ông thích ông mấy ông kia ông thích bò có sái cái sái mặt thì sao em khốn gành, tại vì bò xin thì mua độc sái nha, còn bò kem này mới độc sái lắm anh chị. Đây, tại vì mình bò mình gieo toàn là bò tinh ngoại không à, tinh nước ngoài nhập về không à, cho nên ít có ai mà tính sái lắm. Bò kem với ba bê, còn bò xin này thì em không gành ha, có sai em nói vậy ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em. Đây, rất là sạch cò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm anh chị. Cái đuôi là muốn đụng đất luôn anh chị, cái đuôi là muốn đụng đất luôn. Giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị, cho mã số 6 anh chị. Mẹ con ngá cái giá 17 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những con bò này cứ alo trực tiếp giùm em ha.